một kiền liên có thần thông có thể lên 33 cõi trời, xuống được 18 tầng địa ngục. Ở góc độ thiền tâm thì Ngài có thực sự làm được như vậy hay không, hay chỉ là tưởng tượng của kinh Nhật Lý? Này, ta có thần thông rồi đi lên được chứ, nhưng mà nên nhớ có một điều á, xuống địa ngục là thấy xuống được nha, nhưng mà lên trời lên không được. Thần thông thì chỉ có thiên nhãn thấy các quả trời chứ không lên được. Ở trái đất này, địa ngục cũng nằm ở trong trái đất này, thấy được, xuống được. Còn nếu đi qua cái vùng kia bằng hoàn đảo khác không được. Thì cái hệ thống của đạo Phật á, ở trái đất này nhìn thấy được cõi Thượng Đế, Thượng Phật, A-di-đà thấy được, nhưng mà không lên được. Vì ta đã dùng, ông có thần thông thiên nhãn mà. Gọi là thần thông bậc nhất, kêu là một cái liên là thần thông bậc nhất. Ở địa đất này, ông muốn đi đâu đi, ông nhìn thần giống là bạn ông thôi, ông lại bắt tay luôn á. Cô hồn người tới ông rồi lại ông á. Còn xuống địa ngục là chuyện nhỏ thôi. Còn đi lên các quái trời không lên được, mà chỉ có nói chuyện được, không lên được, nói chuyện được. Thiên nhãn là nó vậy. Cũng như Quan Âm Bồ Tát á, ở tịnh độ nói chuyện với trái đất thì được, Bồ Tát không xuống được nữa. Nói cho rõ vậy. Chứ bây giờ này tất cả các chùa nào thờ Bồ Tát, sự thật Bồ Tát không ở đây. Xuống ở đây rồi bắt ăn liền, xuống đây rồi cúng và ăn, rồi cúng ăn nó thành được cô hồn luôn á. Thành ở đỉnh này ta sẽ ăn, ta sử dụng bằng cái trái cây hoa quả của cái điện từ âm dương, chứ không phải ta ăn bằng cái tứ đại của mình đâu. Đó, câu hỏi câu số 2. Câu số 2 là người đạt bí mật thiền tâm có một dạng là tự tu, tự chứng, tự giải thoát, không cần làm thơ trình ai biết. Vị này có phải là một vị Phật xuống thế gian để dạy đạo không? Không có ông Phật nào xuống đây hết trơn á. Mà đã, cái câu hỏi này là người tu thiền tâm không có hiểu. Thiền tâm không có chứng, có đắc, ai chứng cho mình? Có nghĩa là mình hiểu thiền tâm, mình nói thì trong cái ban quản trị chứng cho mình à, đúng cái hiểu biết của mình, chứ không phải đắc. Ngài nên nhớ là thiền tâm không có đắc. Cái câu hỏi này nó sai. Còn bây giờ đây chùa thiền tâm tôi chịu chứng cho anh đạt được bí mật thiền tâm, yếu chỉ thiền tâm để anh giúp người khác, có căn bản giúp người khác, chứ cũng không có giá trị gì cái giá trong cái vấn đề mà giải thoát hết. Mà có cái giá trị là anh hiểu từ xưa tới giờ, anh không hiểu anh đi lại đủ thứ hết, anh đến chỗ này anh xin, bây giờ biết trên cái đất này không có chinh ai dạy mình, ai cho mình được, mà mình biết tập muốn về Phật giới là tạo công đức trở về, biết công thức trở về, đây là cái quan trọng của cái thiền tông. Chứ được cái câu hỏi này là chứng chắc ai chứng, ai không có ai đi để chứng. Có nghĩa là chứng cho anh là anh hiểu thiền tông, anh đạt được bí mật thiền tông để cho làm việc thôi, chứ không phải là chứng chắc theo cái kiểu mà vật lý mà của mấy cái ông tiểu thừa. Nói cho đúng vậy, bởi vì chứng anh hán rõ ràng, tôi nhập định một cái, tôi thấy hết, thấy đủ chuyện hết, đó là người anh hán. Còn ở đây là không có chứng đắc, nên nhớ cho nè. Bởi vì trong cái bản cái cửa chùa là thiền tông không có chứng đắc gì hết đó, mà chỉ con đường trở về Phật giới thôi. Phải quan hiểu cái chỗ này. Rồi con hỏi câu tiếp. Ý câu này á là ý nói là một người là tự tu, tự chứng, tự giải thoát, không cần ai phải chứng gì hết, thì cái vị này có phải là vị Phật hay không? Ở đây đâu có tu gì. Ông Phật nào có đơn làm chuyện tào lao này, này. Nếu mà nói là ông tu, ông chứng đắc, ông làm đây là cái ai nói đó? Thần ở thế giới này làm. Xin lỗi, ai có tu theo đạo cao đài biết. Thì bằng sai cơ đó, ta là Ngọc Hoàng xuống á, đi tìm mấy ông đạo cao đài hỏi đó. Ta là Ngọc Hoàng xuống, ta sai ra làm này làm kia. Chính cái chuyện này là của cái Phật giáo của Hảo đã nói rất nhiều. À, ông Quỳnh Phú Sổ đây, ta là đại diện cho Như Lai, ông Quỳnh Phú Sổ nói vậy. Rồi là cầm binh đánh giặc, đánh đã đợi rồi chết cái đám luôn. Đó, bây giờ đó là đạo
Tôi nói thật á, tạo cái đài là do vị thần dùng ở dưới nhặt thôi, đúng ai đó chúng nói gì nói. Ở đây này mấy mò qua hôm trước có gì này, nhặt vô rồi nói ta sinh này sinh ra đủ thứ. Tôi tiếp ở nhà tôi có cái bà đó là gọi là đại tá quân đội ở Gò Vấp. Khi bà hưu rồi bà cũng bà đi ngồi thiền mà riết bà nhặt à, ai nhặt vô bà xưng lại bà nói bà đóng quá khứ bà xin tôi nói về chùa đi rồi tôi sẽ giải cho. Nó cái này tại cái thế giới này là ai mình ham cái gì thì vị thần giúp mình cái đó thôi, chết là chết hết, gọi là vậy mà ta gọi là ngồi thiền lâu gọi là tẩu quá nhập ma là chỗ này nè. Ông thần thấy thì phái quá đừng làm nhào vô. Tất cả những người tu mà chú tâm xin lỗi đã nhặt rồi một cái là khỏi vô thiền tâm được. Nói cho biết vậy chứ đừng có tưởng cái tay không có thấy cha là xuống đây là đó. Mà chỉ phàm phu độc quyền khí dạy lại cho việc người ta dạy về Phật giới thôi. Mình phải hiểu cái nguyên tắc đó chứ đừng có mơ mộng thành này thành cái kia trên cái đất này, thành cái gì cũng có hết đó. Vừa thành là ông thần nhào vô đi. Giờ con hỏi câu tiếp. Câu tiếp theo là Đức Lục Tổ Huệ Năng ngày xưa không biết chữ mà vẫn ngộ đạo và làm tổ, vậy tại sao ngày nay những người không biết chữ không thể tu theo thiền tông được mà nhờ người khác viết dùm bài kiến giải được không? Cái chuyện này đừng có hỏi là người xưa. Cái chuyện Lục Tổ Huệ Năng là cái dòng thiền ông Thật Thích Ca ở ngồi núi Lương Sơn đó, cái ông thứ 33 là cái ông không biết chữ đó. Ông Phật không biết cái này thì không biết là ông sắp đặt cho ai ngồi cái vị trí thứ tổ 33 này. Mình đừng có nói cái này. Còn bây giờ biết chữ hay là không biết chữ, nếu mà hiểu được cái này, hồi xưa mình không hiểu, nghe ông thầy ông giảng là cúng cái này có phước nè, tụng cái kia có phước, bây giờ nói có phước ấy, thì phước đi thì cúng có phước, tụng có phước là đúng chứ phải không? Nhưng mà cái này là giải thoát, ta muốn đi ra ngoài cái lưu lực luân hồi thì chỉ con đường đi ra chứ không phải biết. Bây giờ mình không hiểu, tôi nói thật, khi mà quyền ký Đức Phật chưa công bố ra, tất cả người thì tu tịnh độ, người thì tu mật chú, người thì chống khu lại, năm năm lại, trời đất ơi, hỏi chứ giờ hỏi ông Phật, ông nói là trái đất này năm loài sống chung, lại ai ở đây? Trong kinh kia mà ông nói, tụng đi, tụng là cho ma nghe đó, chứ có ta cũng nghe đâu, mấy ông tụng là thành ma nghe đó. Rồi cúng cho thần ăn, chứ ngoài ta không ăn đâu. Thật thì ông về Phật giới mà ở bên, người giống như mình, giống bên này mình có cha mẹ mình á, qua nước khác sống rồi, không lẽ ngồi ở đây dọt con cho ông ăn hoài. Mình có khôn không? Chúng qua bển thì ông ăn cái bển, còn ở đây là mình lo mình đi. Muốn về Phật giới thì ta chỉ có ba con đường: ham muốn, công thức trở về và công đức để đi. Có vậy thôi, thiền tâm không có nói nhiều. Sở dĩ mà viết ra 9-10 quyển sách thì nói cho nó vui thôi, chứ sự thật có ba cái tu có một chữ mà sao cùng về Phật giới bỏ tu luôn. Đó, thiền tâm nó đơn giản vậy thôi. Thì khỏi có đi tới ông. Bây giờ tôi nói tất cả những vị thầy mà trên mạng á giảng, không có nào dạy giải thoát đâu, mà chỉ nói là thầy là tên gì, mấy bằng tiến sĩ, đi đây đi đó, làm ngày được bao nhiêu tiền, cúng bao nhiêu Phật tử, hỏi giải thoát không biết là sao. Nó nói cái đạo Phật á là cái đạo giác ngộ giải thoát, mà không chịu đi xế vào cái này mà đi khoe không, khoe ta là tiến sĩ rồi hòa thượng không, hỏi giải thoát không biết. Đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát, bởi vì nó là mất đi cái tinh hoa của đạo Phật là chỗ này. Đạo Phật cũng thấy tử, ông Trần Nhân Tông bỏ ngu vua lên yên tử ngồi, không lẽ lên để đóng tụng kinh, không lẽ ông lên cúng ông thần núi vậy đó. Nó mình không hiểu, thành ra mình đánh giá sai cái tiền. Nước mình có một ông vua tu đạo Phật, mình thấy trân trọng ông là tu cái gì, ông tu gì ông chạy tôi đi. Thì ông Trần Nhân Tông nói muốn dạy lên núi ta dạy cho, chứ ở thành Thăng Long ta không dám dạy, hỏi sao vậy, dạy nó đập là chết. Thì ở đây cũng vậy nè, chùa Tân Diệu sao không dám mở Sài Gòn, sẽ trèo tú ở trên này, chui vô trong cái hốc. Nó có cái lý do nó vậy chứ vậy không? Rồi con hỏi. Câu hỏi tiếp theo là, con có một thắc mắc là tại sao các giáo chủ lập ra các đạo như là đạo thần, đạo thánh, đạo tiên, đạo Phật đều là người nam mà không phải là người nữ? Vậy
Vậy được xin thầy giải thích cho. Bây giờ trái đất này á, nam nữ nó rõ ràng, nam là dương, nữ là âm. Bây giờ nó chính là bây giờ cái thời này này ta mới trọng nữ. Chứ ngày xưa thấy không, thấy cái đạo hầu, đạo hầu không, không cho người nữ thấy đường nữa, khoét hai con mắt đi thôi, người ta khinh mình tới cái kiểu đó. Mà chỉ có thiền tông ra đời để nó xóa nó phá đi. Ông Thích Ca thấy thấy cái chuyện này nó không vô lý, ai cũng giống như ai, ai cũng có Phật tánh, mà tại sao là ép người nữ vậy? Vì thế mà tất cả các đạo là do một vị thần chủ thế giới lập, nhưng mà tại mình không để ý nha. Thí dụ á, ông lập, ông thần chủ thế giới, ông lập ra cái đạo tiên đi hay đạo thần đi, là người nam. Nhưng mà vợ ổng là gì? Thánh mẫu. Thánh mẫu á, vợ ổng là thánh mẫu, chứ không có nhỏ đâu. Là tại mình không biết thánh mẫu là ai. Chính là thánh mẫu là vợ của thần chủ á. Cái này muốn quân bình nó lại. Vì thế mà khi Đức Phật nói là khi nào mà công bố quyền ký đó, phải là người nữ công bố, không người nam không được quyền. Ta là người nam dạy cái pháp môn này để cho quân bình lợi, thì đợi là người văn minh, người nữ đứng ra công bố. Mà ông Trần Nhân Tông không có nói thế này nè. Khi mà ông lên núi Yên Tử ông ở á, thì con ông hỏi vậy chứ Phụ Dương lên núi ở, rồi tại sao Phụ Dương không có công bố cái quyền ký, những cái lời của Đức Phật dạy? Ông nói tao không có nhiệm vụ. Mà trong cái kinh Diệu Pháp Duyên Hoa, Đức Phật có bảo là tới đời mạt pháp thì long nữ công bố, một người nữ công bố để cho nó quân bình lại cái âm dương. Ngày xưa Đức Phật nói pháp này nhưng mà người nữ công bố, mà người Thăng Long công bố luôn nha. Thành ra bây giờ tôi mới nói cái ngày mà công bố quyền ký á, Dũng á, nó sắp xếp á là người nam ở trong Sài Gòn không. Tới ngày, tới bữa trước bữa sau, cái cô Ngà với cô Nga đứng xin ra công bố quyền ký này. Cái đó nó có cảm vấn đề. Mà chính là người nữ công bố, mà người đất rồng công bố luôn. Đừng có thắc mắc cái chuyện này. Bây giờ Đức Phật muốn công bố ra, mà ông Trần Nhân Tông đã nói trước mấy trăm năm rồi. Đức Phật nói mấy ngàn năm, Trần Nhân Tông nói trên 700 năm vấn đề công bố quyền ký. Rồi con hỏi tiếp. Câu tiếp theo là Đức Phật thì có ngũ nhãn, vậy người tu thiền tông ở thế gian này có khai mở được thiên nhãn, huệ nhãn hay pháp nhãn? Bây giờ kiến tánh không ra mở nó huệ nhãn pháp nhãn cái gì? Cái này nó khó. Mà bây giờ ngồi ở đây mà cái ham huệ nhãn pháp nhãn thì biết chừng nào về Phật giới. Giờ con tìm công đức đi, rồi về đến rồi đủ ngẫu ngã qua bên kia nhìn thấy, nhìn tới lại cái lát này thấy hết. Muốn sử dụng nhãn nào thì những mình đừng có ở đây, mình đừng có tham vọng này. Bây giờ nói thật á, có một chút xíu mà còn đi khoe tùm lum mà, nói thiệt. Ở đây à, hiểu giờ thì tâm có chút xíu đi khoe tùm lum mà hỏi không biết. Có cái tham vọng của mình, mà bây giờ thì tâm ta biết rằng cúng tụng thôi đừng, được lại người khác đừng. Con lo tạo công đức đi về, hồi xưa không biết á. Bởi vậy tôi nói là một cục gạch xây chùa thiền tông có công đức hơn cách nguyên một cái chùa vật lý. Chứng minh là ông gì có 72 ngôi chùa đó, hỏi ông ta không có công đức chút nào. Nó khổ vậy. Thà mình bỏ một đồng vô chùa thiền tông mà có công đức hơn bỏ một đủ tiền mua cái cách cái chùa. Mà bây giờ xa số không? Từ con người Việt Nam cái con người thế giới bỏ tiền ra làm cái chuyện muốn giải thoát mà không biết cách sao làm giải thoát. Rồi cả thế cứ theo cái cúng tụng cầu xin, rồi cầu an muốn làm mới chuyện. Nó theo cái cảm tính của con người, kêu làm theo tính người đó. Mà bây giờ tôi nói xem, ông mua ghép để bỏ 20 tỷ đô, ông là cái gì? Ông muốn ông là con người đứng đầu thế giới về được từ thiện. Nhưng mà nó đứng đầu thế giới để làm cái gì? Mai mốt nếu bây giờ ông giữ được tài sản ông là phải làm sao? Ông phải đầu thai là con của con ông kêu ông mà ông nội.
thì thằng con mới giao lại được cái tài sản này, thì cũng luân hồi nữa. Còn nếu mà ổng mà có cái lực mạnh đó nha, ổng sai khiến người ta chắc chắn nửa lần thần, không phải đơn giản đâu. Bởi vì thần chủ thế giới đã ngự trị 500 năm, thì nếu ông kia mà ông con ghét mà ông chết rồi đó ha, thì kia thiếu thôi ông lên đây, ông thấy ông này là ông bố trí vô lượng mà vô đây giữ chức này, ông mê liền, ông nghe nói mê liền, ông chịu giải thoát thì không còn lâu. Thân con hỏi tiếp. Dạ, câu tiếp theo là ở cõi tịnh độ nếu mình có phước 100% thì sống được 10.000 năm. Vậy nếu được 50% hay 70% số phước thì sống được 5.000 năm hay là 7.000 năm, như vậy có đúng không thưa thầy? Bây giờ cái câu hỏi này cũng hơi thừa. Bây giờ người ta hỏi chứ bây giờ anh đi Mỹ tháng đó là 3 triệu đô, 3.000 á. Anh đi tháng nhiều, tiền trả ta nhiêu? Ta ấn định đó rằng lên tỉnh phước cũng vậy. Tại sao trên thế giới này có người mới có 10 tuổi chết 20, 30 là cái phước anh có nhiều đó đó, thôi anh làm ơn người xuống đi. Còn có ông ơi, tới 100 tuổi mà không chịu chết, phải lớn không? Tại cái phước ông, cái phước ông thì ông có đúng 100 tuổi, nhưng mà ông nên nhớ là mang cái thân tứ đại này thì nó theo cái quy luật này, chứ không ông tài nào trở đây đó có phước. Nghe nói là ông cổ ông sư từ 100 tuổi là có phước, xin lỗi ông đó, ông bị lật đọ luôn, đi không nổi, lúc đó 90 tuổi đi hết nổi. Thì thôi nếu mình giỏi, mình tịnh đi, kêu mấy ông thầy mình tịnh đi. Còn cái lê thê lết hết, mình tưởng là tôi khó là tốt. Họ chắc là thà là cái gì thế giới này nó vừa sức mình thôi, được đi là tốt nhất. Ngoài tên này. Người tu theo thiền tông thì không coi ngày giờ tốt xấu khi mà làm nhà đám cưới hay là chôn cất gì hết. Nhưng mà nếu như mà người nhà của mình mà không có tu theo thiền tông thì không xem ngày giờ thì có bị ảnh hưởng xấu về cái vấn đề xem ngày không ạ? Thấy đúng là mình làm cái gì mình giống như đi đêm không sợ vậy. Hồi xưa đó tôi thấy ông bà mình hồi xưa 6 giờ không cho ra cửa, giờ nó chạy thì ban đêm nó chạy đầy đường luôn, có ngày tốt xấu vậy đó. Còn cái chuyện á, coi cái nhà cái ông thầy cũng hù đó, ngày đó ngày sát chủ á, bắt đầu mình cứ tưởng tượng đâu có già đó hoài. Nếu mình sai đúng cái ngày đó thì tự nhiên mình vài bữa bệnh à, cái tưởng mà do cái tưởng nó đây, cái tưởng nó đem đến cái hậu quả. Bởi vì trong cái ông cái gì ông bên Trung Quốc á, ông suy nghĩ cái một đêm cái đầu ông bật trắng, ngủ tư tư, người ta ông suy nghĩ nhiều quá. Còn mình cũng vậy, thấy nó sợ quá thì vài bữa gặp có vậy thôi. Cái chuyện thế gian vật lý đó là thế giới vật lý bắt buộc đi theo, thà đừng coi gì hết, đừng ai nói, đừng có tưởng tượng, mình thấy không chưa có chuyện gì xảy ra thì rất tốt. Còn nếu mà ông thầy ông phán vô một câu rồi thì lúc đó trên cái đầu mình dính hoài, đi đâu cũng tưởng tượng. Bây giờ ai ra nè, có một người nào anh bữa nay anh đi ra chưa chừng anh bị xe tai nạn nữa, mình sợ hoài chắc chắn không, cứ lo sợ hoài không tự chủ được đâu, đụng ta có thế thôi. Cứ mình phải hiểu cái này, cái thuật này. Bởi vì thành ra ông Phật đâu có phân ngoài có giờ đâu, ngập cả giờ này là do của mấy ông Trung Quốc đạo lão. Bây giờ tôi vừa chứng kiến cái đám tang nhà tôi đó, nó cũng nghèo. Ông nói bây giờ ngài này muốn mà dập gia đình đừng có ấy, đưa 5 triệu cũng tổn cho chứ không, chân kiểu đó mà giờ mình không dám nói. Nó là cháu đó, thôi mình muốn làm gì làm, muốn kêu ai kêu chứ giờ nói gì. Chừng nào nó vô đây nó hiểu rồi nó hỏi mình mới nói, còn nó không hiểu thôi mày muốn cúng tụng muốn xin ông thầy làm gì làm chuyện của nó. Mình đã sống không có thiền tông là phải sống ông thực tế và đức, mà thực tế này là không phải là mình mê tín nè, thực tế là mình biết trái đất này là ai làm chủ này, là vô hồn ở đâu, mình có nhiệm vụ gì, tại sao mình bệnh. Cái chuyên lĩnh bệnh là cũng do cái nghiệp của mình, tuổi thọ mình tới đi hết thì cứ vui vẻ mà đi. Khi tông đâu sợ ngàn, thường tông mà tới khi đi rồi, thường mà thoải mái đi, chào đi.
à, chào bà con đi, đừng có nói tôi đau quá, tôi này cái tật thì đau chuyện kể đó, cái gì của tôi đau tôi phải chịu, rồi ấy tao đi sớm không sao đâu, đừng có sợ, bởi vì thiền tông này mà nhìn trên thực tế, đừng có khi nào tưởng tượng, bởi bỏ cái tưởng đi, cái tưởng của con người nó dẫn con người đi rất khổ. Rồi câu hỏi tiếp. Câu tiếp theo là khi còn thi thầy còn á thì thầy trả lời cho đáp giải đáp thiền tông. Nếu sau này mà thầy không còn nữa thì con biết hỏi ai? Thì hỏi mấy ông trực. Bây giờ thì ở cái câu hỏi này á thì tôi sẽ nói là một cái công thức về sao tất cả những vị có mặt ở đây nên tìm cái công thức này, mà bất cứ ai hỏi mình vẫn trả lời được, không sợ cái gì hết. Và đạo Phật chủ trương cái gì? Giác ngộ và giải thoát. Giác ngộ và biết rồi gì? Giải thoát biết đường đi rồi. Nếu ta hỏi hai giới này trả lời được không? Tất cả đi phải trả lời được cái đó. Không hiểu phải nói cái này. Rồi bây giờ thứ hai nữa, người ta cúng tụng cầu xin thì mình hỏi về cái trái đất này là có mấy loại sống chung, ai hưởng cái cúng này, thiền tông có nên hiểu được cái này, cái chuẩn này là cái chuẩn để nó phá vệ tính. Bây giờ hỏi đi, nói về tôi lại Phật không Phật đâu, cái trái đất này nằm Đức Phật, chính Đức Phật nói là ngũ thuốc tập cư và một loại thực vật, Đức Phật ngủ chỗ nào? Mình phải nói cái mới phá người ta được, thấy không? Bây giờ nếu mà nói là lại Phật, nếu Phật ngồi đây tôi lại ổng, bây giờ ổng không có đây, ổng về bên kia rồi. Giống như cha mẹ mình còn ở đây thì mình sẽ mơ ra thưa ba thưa mẹ có khỏe không, còn ổng đi Mỹ rồi thế cậy ổng, ổng đi đâu thì ai hỏi được. Mình phải thấy sống cái thực tế này đó, rồi mình lại ai, mình cúng ai, mình nắm cái căn bản ngũ trú tập cư này mới xóa được cái mê tín gì đó, giác ngộ giải thoát đó. Còn mình nói vấn đề tu hành, đây là cái căn bản cho người tu. Trái đất này đã tôi nói rồi, khi mà truyền thiền ở đó nè, chỉ cần suy nghĩ và dũng công một chút xíu là nhân quả nó kéo rồi. Thì tu cái gì đây? Tu thành A-la, thành chứ phải không? Nhưng mà cái đó là trong kinh đặt, trong kia đã nói là nếu mà A-la-hán mà anh ở trong thanh tịnh một giờ thì thành Phật một giờ, thấy không? Một ngày thành một ngày. Mình sống trong thanh tịnh mà, nhưng mà nên nhớ rằng sống trong thanh tịnh, ông Phật còn nằm trong quy luật luân hồi, ông Phật không thoát ra được. Nếu ông Phật này muốn thoát ra, bỏ cái thanh tịnh đi, tạo công đức đi về, ở trong cái đất này nó quay chuyện của nó. Ở đây đừng có nói gì, ở trái đất này bỏ cái hạt xuống là nó phải lên mầm. Chứ không có cái cách nào trái đất này nó mà bỏ trên hư không, hoàn toàn nó không mầm. Mà trái đất này là cái nhân quả nè, thành ra bỏ xuống đất thì phải sanh nhân quả. Tại sao con mình bị nhân quả? Ăn tu ăn thịt động vật thực vật từ trái đất sinh ra phải đi theo quy luật đó. Đó đây là cái điều rõ ràng.